Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm 19 bị cáo liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, dùng súng AK bắn chết 5 người do mâu thuẫn tại sới bạc. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận xã hội vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Trước đó, Phạm Thanh Tâm bị truy tố 2 tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 8 bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Minh Di, Nguyễn Chánh Pháp, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Vui cùng bị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 5 bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh và Trần Anh Thi bị đề nghị truy tố về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, các bị cáo Đặng Ngọc Trung bị truy tố về tội không tố giác tội phạm và 4 bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè, Nguyễn Kim Ngân bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Riêng đối với Tuấn Khỉ, do đã bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng vây bắt nên ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Tuấn Khỉ. Rất đông người dân tập trung trước tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ rất sớm để chờ đợi giờ xét xử. Phiên xử dự kiến kéo dài trong 4 ngày do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Theo cáo trạng, chiều ngày 29 tháng 1 năm 2020, do thua sạch tiền và mâu thuẫn tại sới bạc ở ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, đã về nhà lấy một khẩu súng AK bánh xếp và một túi đạn đến sới bạc. Tuấn dùng súng AK bắn vào những người đang tham gia đánh bạc, làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, rồi cướp hơn 802 triệu đồng, cướp xe tại sới bạc, tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Tuấn Khỉ tiếp tục dùng súng AK bắn chết một người và bắn một người khác bị thương. Đến tối ngày 13 tháng 2, khi công an xác định Tuấn Khỉ trốn trong một căn nhà thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm chiến sĩ công an đã bao vây khu vực này để bắt Tuấn Khỉ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, 13 tháng 2 năm 2020, người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra tại khu vực này, Tuấn Khỉ đã bị lực lượng công an tiêu diệt. Đối với khẩu súng AK mà Tuấn Khỉ dùng gây án, kết luận giám định thể hiện súng này không thuộc lực lượng công an mà do bị cáo Phạm Thanh Tâm mua từ Campuchia về.